Mời các bạn theo dõi các trận đấu của giải ẩn block Wuhan 2020, hay còn gọi là giải mừng dỡ bỏ phong tỏa thành phố Vũ Hán. Được bắt đầu từ ngày 9 tháng 4 năm 2020. Trong video đầu chúng ta đã chứng kiến trận thư hùng của Uông Dương cùng ba kiểu nữ top 10 của làng cờ Trung Quốc. Trong video 2 này chúng ta cùng xem tiếp hai trận còn lại của Uông Dương và các kỳ thủ nữ. Có thể do rút kinh nghiệm của các trận vừa đánh vừa ngắm người đẹp, say mê đến nỗi xa vào thế trận của mấy nàng. Té núi, chìm sông, thua không thể tưởng. Lần này Uông Dương đã phải dùng đến diệu thủ bịt mắt bắt dê, để đối đầu với mỹ nhân kế của các nàng. Nhờ vậy đã thoát bẫy, giành chiến thắng trước nàng Kiều Anna. Nhưng vẫn chưa xong, còn một nàng Kiều vừa mét cấp xong, đang dàn trận ngồi đợi. Mời các bạn xem tiếp, liệu trận này Uông Dương có thoát ải mỹ nhân hay không?
Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cờ Tướng, kênh chuyên cung cấp biên bản của các trận đấu đỉnh cao trong và ngoài nước, nhanh chóng, đầy đủ nhất trên kênh YouTube hiện nay. Các bạn không có thời gian, cũng như không thể nào xem trực tiếp hết các trận đấu hay của giải, thì cũng đừng lo. Kênh Cờ Tướng sẽ cung cấp đầy đủ biên bản của các trận đấu, để các bạn xem lại và thưởng thức. Ngoài ra, các bạn muốn xem lại các trận chung kết và các ván đấu hay trải qua các thời kỳ chăng? Kênh luôn tận dụng thời gian nghỉ giữa các giải đấu để up biên bản những trận đấu như vậy. Nếu các bạn thấy kênh làm việc cật lực để đem lại chút niềm vui, thỏa mãn phần nào niềm đam mê cờ tướng của các bạn, thì hãy đáp trả bằng cách bấm đăng ký kênh, like, comment và share đến mọi người nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chứng chứ. Chứng chứ.
Tướng quân. Tướng quân. Xe mất tới nơi nếu pháo qua bắt, sát cục cũng đang treo lơ lửng, nàng Kiều đành buông cờ nhận thua. Vậy là một lần nữa Uông Dương đã thoát ải mỹ nhân, thắng luôn 2 trận, gỡ gạc nỗi mất mặt trong 3 trận thua liên tiếp trước các kiểu nữ làng cờ hôm qua. Thế mới biết, tài năng xuất chúng mấy chàng, oai phong lẫm liệt ngang tàng thua ai. Thế nhưng lỡ thấy Kiều tài, mồi run mắt chố quên bài thua luôn. Trận cờ đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, mời các bạn bấm like, comment, chia sẻ để ủng hộ kênh phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.